Tại Kiên Giang, qua công tác nắm tình hình, thấy có dấu hiệu nghi ngờ, rạng sáng ngày 22 tháng 5, Công an thành phố Phú Quốc bất ngờ ập vào trung tâm tổ chức sự kiện dịch vụ ăn uống Diamond để kiểm tra. Công an thành phố Phú Quốc phối hợp với các phòng nghiệp vụ công an tỉnh tiến hành kiểm tra quán bar Diamond Club có địa chỉ số 113 Trần Hưng Đạo, phường Dương Đông, thành phố Phú Quốc, phát hiện hơn 200 người tụ tập nhảy múa. Lực lượng chức năng đã kiểm tra hành chính và test nhanh ma túy, kết quả đã có 22 người dương tính với ma túy tổng hợp, trong đó có 12 nhân viên phục vụ bàn tại quán, 3 bảo vệ và 7 khách đến chơi. Hiện vụ việc đang được Công an thành phố Phú Quốc tiến hành xác minh, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.